ngày 31 tháng 8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng vừa phối hợp với chính quyền địa phương phường Bom Hán, thành phố Lào Cai giải cứu hơn 10 trẻ mầm non mắc kẹt trong nước lũ. Trận mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng, cuốn nước lũ từ suối tràn vào, khiến trường mầm non Hoa Băng chìm trong nước, khiến nhiều giáo viên không kịp trở tay, hàng chục trẻ em bị mắc kẹt trong nước lũ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại trường để phối hợp với cảnh sát thực hiện công tác ứng cứu. Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ Công an Lào Cai đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị phương tiện phục vụ cứu nạn cứu hộ thực hiện các nhiệm vụ cứu người, hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc tránh nước lũ dâng cao. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, các lực lượng đã giải cứu thành công hơn 10 trẻ mắc kẹt trong trường mầm non Hoa Băng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dùng xe chuyên dụng chở các cháu đến điểm an toàn. Bên cạnh việc ứng cứu trẻ mầm non, trong sáng nay, cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn kịp thời đưa sản phụ MTP, sinh năm 2000, thường trú tại số nhà 110 Cầu Cồ, tổ 15, phường Bom Hán, khi đang có dấu hiệu chuyển dạ đi cấp cứu kịp thời,